Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 7. Đề bài yêu cầu chúng ta tìm hai số có tổng bằng 132. Biết rằng nếu lấy số lớn trừ đi số bé rồi cộng với tổng của chúng thì được 178. Bài tập này đề bài cho biết tổng rồi. Đề bài chưa cho biết hiệu. Và chúng ta phải đi tìm hiệu đúng không? Chúng ta cùng phân tích bài toán này. Đề bài cho chúng ta biết tổng bằng 132 rồi. Đề bài cho này, nếu lấy số lớn trừ số bé đúng không? Rồi cộng với tổng của chúng, tức là cộng với 132 thì bằng 178. Mà số lớn trừ số bé đó chính là hiệu đúng không? Như vậy thì hiệu cộng với 132 bằng 178. Được chưa? Từ đây chúng ta có tính được hiệu không? À có đúng không? Chúng ta sẽ tính được hiệu sẽ bằng 178 trừ đi 132. Thực hiện ra ngoài nháp chúng ta được kết quả bằng 46. Như vậy chúng ta có hiệu 46 rồi, biết tổng rồi. Thì chúng ta sẽ có số lớn bằng tổng cộng hiệu chia 2 bằng 132 cộng với 46 và chia cho 2. Còn số bé thì bằng tổng trừ hiệu chia 2 bằng 132 trừ đi 46 và chia cho 2. Được chưa? Vậy chúng ta trình bày bài toán như sau. Bài giải. Hiệu của hai số này sẽ bằng 178 trừ đi 132 và bằng 46. Do đó chúng ta tìm được, chúng ta thực hiện số lớn bằng tổng cộng hiệu chia 2, tức là 132 cộng với 46. Sau đó chúng ta đem chia cho 2. Các em thực hiện ra ngoài nháp nhé. 132 cộng 46 này. 132 cộng với 46. Hai cộng 6 bằng 8. 3 cộng 4 bằng 7. 1. Hạ 1 bằng 178. 178 chia 2. 17 chia 2 được chia được 8. 8 x 2 16, vậy dư 1. Hạ 8 xuống 18 chia 2 được 9. 9 2 18, 18 trừ 18 hết. Như vậy chúng ta được số lớn bằng 89. Tương tự chúng ta tính số bé. Số bé bằng tổng trừ hiệu chia 2, tức là bằng 132 trừ đi 46 và chia 2 bằng. Chúng ta thực hiện ra ngoài nháp nhé. 132 trừ 46 này. 2 không trừ được cho 6, 12 trừ 6 được 6, viết 6 nhớ 1, 4 thêm 1 bằng 5, 3 không trừ được cho 5, 13 trừ 5 thì được 8, viết 8, trả 1 sang 1 trừ 1 hết. Như vậy chúng ta được số bé bằng 86. À, 86 chia 2 các em nhé, 86 chúng ta chia cho 2 tiếp này. 8 chia 2 được 4, 4 x 2 bằng 8, 8 trừ 8 hết này, hạ 6, 6 chia 2 được 3, 3 x 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy chúng ta được số bé bằng 43 các em nhé. 43. Hãy đáp số bài toán. Chúng ta có hai đáp số. Số bé bằng 43. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 7. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.